Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Tối qua, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức khai mạc Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 với chủ đề Sắc màu di sản, hội tụ và lan tỏa. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trong khuôn khổ cuộc họp thường niên lần thứ 33 giữa đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào do Bộ Ngoại giao tổ chức tại Ninh Bình, đoàn đại biểu Thưa quý vị và các bạn, tối qua 26 tháng 12, tỉnh Ninh Bình long trọng khai mạc Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 năm 2023 với chủ đề Sắc màu di sản, hội tụ và lan tỏa tại khu quần thể danh thắng Tràng An. Dự lễ khai mạc, đại biểu quốc tế và trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phô Sai Khải Kham Phi Thun, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lãnh đạo các ban, ủy ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, đại biểu các cơ quan, đơn vị Trung ương đứng chân trên địa bàn, các phó đại sứ, đại diện ngoại giao, đại sứ du lịch các nước Trung Quốc, Lào, Hàn Quốc, Thái Lan, Iran, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh Cà Mau, Hà Giang, Nam Định, Tuyên Quang. Về phía tỉnh Ninh Bình có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, đại biểu chức sắc các tôn giáo, đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu cùng đông đảo nhân dân. Phát biểu khai mạc Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đã khẳng định rõ vị trí địa lý chiến lược của tỉnh và truyền thống lịch sử, văn hóa, với trên 2.000 di sản văn hóa vật thể, gần 400 di sản văn hóa phi vật thể. Đặc biệt, năm 2014, quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, di sản kép đầu tiên ở Việt Nam và Đông Nam Á, tạo cơ hội và động lực mới để Ninh Bình thực hiện mô hình phát triển gắn kết hài hòa giữa phục dựng, bảo tồn di sản và tăng trưởng xanh, hội nhập sâu vào mạng lưới các đô thị di sản sở hữu danh hiệu UNESCO trên thế giới. Đồng chí nhấn mạnh, sau hơn 30 năm tái lập, bằng ý chí và khát vọng phát triển mạnh mẽ, tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, vươn lên thành địa phương có thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 12 cả nước. Từ năm 2022, trở thành tỉnh tự cân đối ngân sách và có điều tiết về ngân sách trung ương, trở thành một trong ba trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô hiện đại của đất nước, trung tâm du lịch tầm quốc gia và quốc tế, phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật. Tăng trưởng kinh tế luôn gắn với phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, coi trọng phát huy nguồn lực tự nhiên và nguồn lực văn hóa trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại các ngành kinh tế, phát triển bền vững, giữ vững địa bàn trọng yếu về quốc phòng an ninh, hội nhập và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, là điểm đến an toàn, tạo được niềm tin của du khách và các nhà đầu tư. Kế thừa phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được và tiềm năng nổi trội, giá trị độc đáo, tỉnh Ninh Bình thực hiện nhất quán, kiên định phương thức phát triển xanh, bền vững và hài hòa, dựa trên cơ sở phục dựng, bảo tồn, phát huy giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể danh thắng Tràng An, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc trung ương dựa trên các tiêu chí đặc thù của địa phương có di sản văn hóa vật thể sở hữu danh hiệu UNESCO. Lấy tính chất đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo làm giá trị cốt lõi. Tiếp nối thành công của Festival Tràng An kết nối di sản Ninh Bình năm 2022, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh,
các vùng miền trong nước và quốc tế. Tỉnh Ninh Bình tổ chức Festival Ninh Bình Tràng An năm 2023. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định nỗ lực và năng lực của Ninh Bình trong tổ chức sự kiện văn hóa có quy mô lớn, phản ánh bức tranh đa sắc của di sản văn hóa các vùng miền trong cả nước được tỏa sáng trong không gian Sơn Kỳ, Thủy Tú, Động Tiên của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An với nghệ thuật trình diễn thực cảnh đặc sắc. Lựa chọn chủ đề năm 2023 là sắc màu di sản hội tụ và lan tỏa. Ninh Bình hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu lễ hội riêng, có tính chất thường niên, thu hút, mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa trong nước, quốc tế, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các quốc gia, dân tộc, góp phần thúc đẩy hòa bình và hợp tác phát triển. Với tinh thần đó, thay mặt ban tổ chức, tôi trân trọng tuyên bố khai mạc Festival Ninh Bình năm 2023 với chủ đề Sắc màu di sản, hội tụ và lan tỏa. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình khai mạc Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ hai, đồng chí Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định đây là sự kiện văn hóa, du lịch mang tầm quốc gia, cũng là thương hiệu, lễ hội đặc sắc của Ninh Bình nhằm kết nối các di sản, các trung tâm du lịch mang tính liên vùng, thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa, phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, khu vực. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ninh Bình là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, được thiên nhiên ưu đãi bởi cảnh quan tươi đẹp, đặc sắc, sở hữu các di tích danh thắng với mức độ đậm đặc, nhất là quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản hỗn hợp duy nhất ở Đông Nam Á đến thời điểm hiện tại. Ngược dòng lịch sử, cách đây hàng vạn năm, Ninh Bình là nơi mà người tiền sử đã cư trú trong các hang động, mái đá, rồi tiến ra chinh phục vùng đồng bằng Trù Phú, góp phần hình thành nền văn hóa Đông Sơn, văn minh Việt cổ phát triển rực rỡ từ thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên. Nơi đây cũng từng là trung tâm kinh tế thương mại quan trọng của đất nước. Đặc biệt, đến thế kỷ thứ 10, Hoa Lư trở thành kinh đô của nhà nước Đại Cồ Việt. Nhà nước có vai trò to lớn trong tiến trình xây dựng nền độc lập và phục hưng dân tộc, tạo nền tảng cho việc định đô Thăng Long Hà Nội sau này. Với chiều dài lịch sử đó, Ninh Bình đã hình thành nên khối di sản văn hóa đồ sộ, phong phú. Từ những di sản gắn với tôn giáo, tín ngưỡng như hành cung Vũ Lâm, chùa Nhất Trụ, cột kinh Phật, chùa Bái Đính, nhà thờ đá Phát Diệm, đến các loại hình nghệ thuật hát chèo, hát sẩm, các lễ hội văn hóa đặc sắc, cùng với các nghề thủ công truyền thống, các phong tục tập quán tốt đẹp. Đặc biệt, quần thể danh thắng Tràng An là sự hòa quyện độc đáo, hiếm có giữa cảnh quan thiên nhiên với sự đa dạng sinh học, sự biến đổi của địa chất qua hàng triệu năm lịch sử. Sự kết hợp giữa di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã tạo nên những bản sắc ít nơi nào có được của vùng đất này. Phát huy những giá trị tốt đẹp đó, thời gian qua, Ninh Bình đã có những bước phát triển vượt bậc từ một nền kinh tế thuần nông, quy mô nhỏ, đã bứt phá ngoạn mục, trở thành một tỉnh phát triển toàn diện. Trong đó, một số lĩnh vực như du lịch, công nghiệp ô tô, chế biến nông sản đã có sự phát triển vượt trội. Đến nay, tỉnh đã tự cân đối về ngân sách và có điều tiết về trung ương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 7,27%, cao hơn mặt bằng chung của cả nước. Xác định văn hóa là nguồn lực quan trọng hàng đầu, du lịch là thế mạnh nổi trội, Ninh Bình đã không ngừng đầu tư tu bổ, phục dựng, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa. Việc đổi mới cách thức tổ chức festival lần này cũng cho thấy quyết tâm của tỉnh về phát huy vai trò to lớn của văn hóa trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. Phó Chủ tịch nước cũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong gìn giữ, tôn vinh, phát huy giá trị các di sản văn hóa, tài sản quý báu và niềm tự hào của dân tộc. Đồng thời mong muốn Festival Ninh Bình Tràng An tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, tham gia rộng rãi của các tổ chức cá nhân, của nhân dân và du khách trong và ngoài nước, trở thành một thương hiệu văn hóa đặc sắc của Ninh Bình mang tầm quốc gia và quốc tế.
Phó Chủ tịch nước khẳng định, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của các vùng miền, các dân tộc là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, đó là phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần, động lực phát triển và soi đường cho quốc dân đi. Phát huy giá trị văn hóa trở thành sức mạnh con người Việt Nam, khởi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh thịnh vượng. Đồng thời tin tưởng, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, yêu nước, khát vọng vươn lên, phát huy tối đa tiềm năng, giá trị độc đáo và lợi thế riêng có của vùng đất cố đô Hoa Lư, quyết tâm xây dựng Ninh Bình đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển công nghiệp văn hóa, là hình mẫu tiêu biểu kết hợp hài hòa giữa phục dựng, bảo tồn di sản với tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Điểm nhấn tại chương trình khai mạc Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ hai chính là chương trình nghệ thuật hoành tráng đặc sắc ấn tượng với show diễn thực cảnh trên sông nước, là sự kết hợp tổng hòa các yếu tố thiên nhiên, con người, âm thanh, ánh sáng, nghệ thuật và di sản tạo nên những đại cảnh phức hợp nhiều màu sắc nghệ thuật. Chương trình nghệ thuật với màn khai từ đất cố đô và hai chương, chương 1 Ninh Bình tinh hoa miền di sản là câu chuyện gần gũi, bình dị về con người, văn hóa đậm bản sắc của vùng đất Ninh Bình, dấu ấn văn hóa cố đô Hoa Lư, nét đẹp của các làng nghề truyền thống và những lễ hội dân gian, góp phần nối dài mạch nguồn di sản, lịch sử truyền thống, những điều tốt đẹp về một vùng quê địa linh nhân kiệt. Chương 2, ngàn tinh hoa hội tụ là sự kết tinh văn hóa các vùng miền, đem đến một bức tranh sắc màu di sản, hội tụ và lan tỏa, đưa khán giả đến với trải nghiệm những sắc màu di sản của các vùng di sản trong cả nước. Chương trình nghệ thuật được giản dựng công phu là vở diễn thực cảnh lần đầu tiên được tổ chức trong không gian huyền ảo của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, quần thể danh thắng Tràng An. Các yếu tố của sông, núi, âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình chiếu mapping cùng nghệ thuật múa đương đại, những màn khinh công chạy trên nước, vẽ thư pháp bằng nghệ thuật múa đã hòa quyện, tạo thành bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, kể câu chuyện về lịch sử văn hóa của vùng đất cố đô Hoa Lư Ninh Bình và tinh hoa sắc màu văn hóa các vùng miền dọc theo chiều dài đất nước. Qua đó đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem, đồng thời là dịp để Ninh Bình quảng bá tiềm năng du lịch và thế mạnh về giá trị lịch sử văn hóa truyền thống của vùng đất cố đô Hoa Lư đến bạn bè trong nước và quốc tế, nhằm thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch đến với miền di sản. Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến tất cả các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Ninh Bình, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ với quyết tâm cao. Nhiều cấp ủy đã triển khai nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các địa phương đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Đổi mới và quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện quy định pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, thị trường tài chính, quản lý tài sản công, về đấu thầu đối với các gói thầu gắn với kiểm tra kê khai tài sản, thu nhập. Qua kiểm tra, giám sát đã có kết luận khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong xây dựng chỉnh đốn đảng. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra trên 57.000 tổ chức đảng và đảng viên. Cấp ủy các địa phương đã kiểm tra trên 57.000 tổ chức và gần 324.000 đảng viên. Qua kiểm tra phát hiện 1.769 tổ chức đảng và trên 6.700 đảng viên có khuyết điểm vi phạm, đã thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng và 312 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với trên 3.500 tổ chức đảng và trên 9.000 đảng viên. Nội dung kiểm tra tiếp tục được tập trung vào những nơi có vấn đề nổi cộm, phức tạp, được dư luận quan tâm, những nơi dễ nảy sinh tham nhũng tiêu cực, công tác cán bộ thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy định những điều đảng viên không được làm, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương.
về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Trong đó, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu, cần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp được đề ra tại kết luận số 34 năm 2022 của Bộ Chính trị về chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Kết luận hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng là nội dung hết sức quan trọng, cần tập trung vào khâu phòng ngừa là quan trọng, phát hiện từ sớm, từ xa để kịp thời tham mưu cấp ủy. Cần có cải tiến mạnh mẽ, sau kiểm tra cần có kết luận sớm. Việc kiểm tra có dấu hiệu vi phạm là nội dung rất lớn, đạt nhiều kết quả quan trọng. Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ủy ban kiểm tra các cấp cần thận trọng, chặt chẽ, khách quan, công tâm, chính xác, trung thực. Khi xử lý kỷ luật cần xem xét toàn diện, làm cho cán bộ nhận thức sâu sắc vi phạm của mình, tiếp tục nỗ lực nếu khắc phục được. Đồng chí nhấn mạnh, đảng viên phải ghi nhớ lời thề với Đảng, giữ vững phẩm chất cao quý của người đảng viên, cống hiến cho Đảng, cho quê hương đất nước, chú trọng khâu tự soi, tự sửa, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong khuôn khổ cuộc họp thường niên lần thứ 33 giữa đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào do Bộ Ngoại giao tổ chức tại Ninh Bình, sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy, đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào do đồng chí Phô Sai Khẩy Khăm Phi Thun, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào làm trưởng đoàn, đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc chào mừng đoàn công tác của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến thăm làm việc tại Ninh Bình. Đồng thời cảm ơn Bộ Ngoại giao hai nước Lào và Việt Nam đã lựa chọn tỉnh Ninh Bình là nơi tổ chức cuộc họp thường niên lần thứ 33. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình đã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Là tỉnh có thứ hạng cao về thu nhập bình quân đầu người, đứng thứ 12 của cả nước. Thu ngân sách đến năm 2022 đạt 24.300 tỷ đồng, đứng thứ 15 trên 63 tỉnh thành của cả nước. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn 10%, tăng dần tỷ trọng dịch vụ khoảng 47%. Công nghiệp được xác định là nền tảng cho sự phát triển. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Ninh Bình với các địa phương của Lào, đặc biệt Ninh Bình đã kết nghĩa với tỉnh Udomsai và thường xuyên có các cuộc thăm hỏi, trao đổi, chia sẻ với nhau trên nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, Ninh Bình cũng có nhiều điểm tương đồng với một số tỉnh của Lào, mở ra cơ hội hợp tác giữa các địa phương. Ninh Bình mong muốn kết nối với các thành phố có di sản của các nước, trước hết là các thành phố trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Lào. Do vậy, mong muốn đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào ủng hộ và thúc đẩy để ý tưởng này sớm trở thành hiện thực. Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự đón tiếp thân tình của lãnh đạo tỉnh dành cho đoàn, đồng chí Phô Say Khải Khăm Phi Thun, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Ninh Bình đã đạt được trong thời gian qua, gửi lời thăm hỏi ân cần tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Đồng chí cũng thông tin nhanh về kết quả cuộc họp thường niên lần thứ 33 giữa đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào. Theo đó, cuộc họp diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12 tại thành phố Ninh Bình và đã thành công tốt đẹp. Trên tinh thần quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu trên đất liền giữa hai nước, đánh giá kết quả hợp tác trong năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí chúc tỉnh Ninh Bình ngày càng giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới, góp phần vào thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Chúc mối quan hệ hữu nghị giữa hai đảng, hai nhà nước, giữa Ninh Bình và tỉnh kết nghĩa là tỉnh Udomsai ngày càng phát triển. Sáng nay, đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh dự và chủ trì hội nghị thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu đợt 2 năm 2023.
Cùng dự có Đại tá Đinh Công Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các thành viên Hội đồng Thẩm định, trưởng ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố trong tỉnh. Tại hội nghị, 20 xã được đề nghị Hội đồng Thẩm định bỏ phiếu xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thuộc các huyện Kim Sơn, Yên Mô, Hoa Lư, Gia Viễn, Nho Quan, thành phố Ninh Bình và Tam Điệp. Trong đó có 17 xã nông thôn mới nâng cao, 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là những xã có phong trào xây dựng nông thôn mới khá nổi bật. Các cấp ủy đảng, đảng bộ và chính quyền đều thể hiện quyết tâm chính trị cao với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Qua đó tạo được đồng thuận lôi cuốn các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bằng những việc làm thiết thực. Đến nay các xã đã hoàn thành các tiêu chí đề ra, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, sản xuất phát triển, thu nhập của nhân dân được nâng lên, nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa gắn với liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng truy xuất nguồn gốc từng bước đưa sản phẩm ra thị trường qua các kênh thương mại điện tử. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại được đẩy mạnh. 20 trên 20 xã có sản phẩm OCOP, sản phẩm tương đương OCOP với tổng số 34 sản phẩm được phân hạng 3 đến 4 sao. Trên 98% số dân ở các xã được khảo sát hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đánh giá, thẩm định của các sở, ngành liên quan, 20 trên 20 xã đáp ứng các điều kiện và đạt chuẩn 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Hội đồng Thẩm định tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu với kết quả 100% thành viên nhất trí, công nhận 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã Ninh An, huyện Hoa Lư, Yên Lâm, huyện Yên Mô, Gia Thanh, huyện Gia Viễn đạt kiểu mẫu. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng ghi nhận biểu dương tinh thần làm việc của Hội đồng Thẩm định, Văn phòng điều phối chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã đánh giá sát sao, lựa chọn các xã, chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu trong đợt này. Nhiều xã tuy còn khó khăn, xuất phát điểm thấp, nhưng với sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp ngày công, tiền của rất lớn cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới. Mục tiêu hướng đến của xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Bởi vậy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, địa phương cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông, nhất là giao thông nội đồng, nhằm đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Mở rộng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, bao tiêu nông sản để bà con yên tâm sản xuất, xây dựng thương hiệu giống thủy sản để phát triển bền vững. Đồng thời yêu cầu Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với các địa phương hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chiều nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tỉnh ủy, lãnh đạo một số cơ quan đơn vị có liên quan đến lĩnh vực nội chính, tư pháp của tỉnh, thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy, khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Năm 2023, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm là đã nghiên cứu, đề xuất, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản để cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, thông báo kết luận của Trung ương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp tỉnh. Chủ động nắm tiến độ, tham mưu chủ trương xử lý các vụ án, vụ việc theo diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Tham mưu đưa 3 vụ án, 1 vụ việc vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư do Thường trực Tỉnh ủy giao và công dân gửi đến Ban, cũng như thực hiện nghiêm túc việc trực và xử lý các thông tin kiến nghị qua đường dây nóng của Tỉnh ủy. Trong năm, việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trong khối nội chính cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tiêu cực được các cấp các ngành tập trung chỉ đạo có chuyển biến tích cực. Hoạt động điều tra, truy tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, xét xử, thi hành án thực hiện theo đúng quy định của pháp luật,
công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, không phát sinh điểm nóng, qua đó góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những kết quả đã đạt được, chia sẻ các khó khăn vướng mắc, đồng thời nêu các kiến nghị, đề xuất và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trong đó, chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình để tham mưu, đề xuất kịp thời Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để hình thành điểm nóng, bị động bất ngờ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo đúng quy trình quy định, không để chậm muộn. Giải quyết dứt điểm một số vụ việc phức tạp kéo dài, nâng cao chất lượng khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy Lê Hữu Quý ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2023 của các cơ quan đơn vị trong thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Trao đổi làm rõ thêm một số kiến nghị đề xuất của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí khẳng định, Ban Nội chính tỉnh ủy sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ báo cáo thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy, hai ban chỉ đạo của tỉnh nghiên cứu xem xét, chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết kịp thời. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, ngoài thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nêu trong dự thảo báo cáo và các nội dung đã thống nhất tại hội nghị, đồng chí trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy đề nghị các cơ quan đơn vị trong khối, đặc biệt là các huyện, thành ủy, cần đặc biệt quan tâm, nâng cao vai trò của các bộ phận tham mưu giúp việc về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, đảm bảo hoạt động hiệu quả, phục vụ đắc lực cho cấp ủy trong công tác này. Chiều nay, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành khối tài chính. Năm 2023, nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước được triển khai trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã chỉ đạo triển khai nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước với những giải pháp linh hoạt, chủ động, quyết liệt. Tập trung rà soát các nguồn thu, tăng cường quản lý thu các lĩnh vực, ngành hàng, địa bàn trọng điểm, hoạt động thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới, chuyển nhượng bất động sản, rà soát giá tính thuế bất động sản. Phấn đấu tăng thu ở các lĩnh vực, địa bàn có điều kiện để bù đắp số giảm thu do thực hiện các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất. Nhờ đó, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước đến ngày 25 tháng 12 đạt trên 1.693.000 tỷ đồng, tăng 4,5% so với dự toán. Tổng số đã miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân khoảng 193.000 tỷ đồng. Các nhiệm vụ chi được thực hiện theo dự toán và khả năng thu ngân sách các cấp. Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương các cấp được đảm bảo. Mặt khác, ngành cũng đã tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, tiếp tục tái cơ cấu theo hướng an toàn bền vững, chủ động điều hành giá cả thị trường phù hợp với tình hình thực tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, kiểm soát lạm phát, ổn định đời sống của người dân. Tăng cường quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm. Đối với nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, ngành tài chính xác định tiếp tục giữ vững nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững các lĩnh vực kinh tế xã hội, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về thu ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất. Trong quản lý chi, đảm bảo chặt chẽ, tăng cường tiết kiệm chi, nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng tính công. Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân đoàn 12 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập các đơn vị Bệnh viện Quân y 5, Trung đoàn Vận tải 752, Kho Hậu cần Kỹ thuật 569 và đón nhận quân kỳ quyết thắng. Bệnh viện Quân y 5 thuộc Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân đoàn 12 được tổ chức lại trên cơ sở điều chuyển nguyên trạng phân viện Quân y 5 thuộc Bệnh viện Quân y 7, Cục Hậu cần Quân khu 3. Trong suốt quá trình xây dựng, phục vụ chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, thầy thuốc bệnh viện luôn phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết hiệp đồng, năng động sáng tạo, tận tụy phục vụ, không ngừng vươn lên.
tỏa sáng phẩm chất người thầy thuốc quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần cùng quân và dân cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với thành tích đặc biệt xuất sắc, bệnh viện vinh dự hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Việc tổ chức lại Bệnh viện Quân y 5 đánh dấu và ghi nhận sự phát triển không ngừng về công tác chuyên môn, uy tín, thương hiệu và trưởng thành của cán bộ nhân viên trong công tác khám, cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân và nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới. Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sĩ bệnh viện sẽ chủ động tích cực kiện toàn tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng, ổn định hoạt động, tiến hành đồng bộ các biện pháp xây dựng bệnh viện thực sự chuyên sâu, tinh thần, thái độ y đức tốt, gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng, bảo đảm quân y trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đoàn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế mới. Dịp này, Bệnh viện Quân y 5 cũng vinh dự được đón nhận quân kỳ quyết thắng. Ngày 22 tháng 11 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định về việc điều chuyển nguyên trạng Tiểu đoàn Vận tải 752 thuộc Cục Hậu cần Quân đoàn 1, Tiểu đoàn Vận tải 32 thuộc Cục Hậu cần Quân đoàn 2 về Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân đoàn 12 và tổ chức lại thành Trung đoàn Vận tải 752 thuộc Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân đoàn 12. Trung đoàn được kế thừa, phát triển và tổ chức lại theo hướng tinh gọn mạnh, tiến lên hiện đại. Sự ra đời của Trung đoàn đánh dấu sự phát triển, trưởng thành lớn mạnh của Quân đoàn 12 nói riêng, của quân đội ta nói chung trong giai đoạn cách mạng mới, tạo tiền đề vững chắc để đến năm 2030 xây dựng quân đội nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Kho Hậu cần Kỹ thuật 569 thuộc Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân đoàn 12 được thành lập trên cơ sở từ hai tiểu đoàn kho kỹ thuật và hai đại đội kho hậu cần của Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2. Là những đơn vị có bề dày truyền thống trong xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Sự ra đời của đơn vị đánh dấu và ghi nhận sự phát triển của công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật của quân đoàn trong giai đoạn cách mạng mới. Đây cũng là chủ trương lớn, thể hiện tư duy tầm nhìn chiến lược, quyết sách đúng đắn, kịp thời của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức lực lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới. Với việc đa dạng hóa và đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của xã Khánh Hà, huyện Ninh Khánh ngày càng phát triển, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Diện tích sâu trũng này trước kia chỉ cây lúa, thu nhập chẳng đáng là bao. Sau khi địa phương có chủ trương dồn điền đổi thửa, năm 2011, ông Nhượng đã cải tạo thành ao nuôi các loại cá truyền thống, đồng thời kết hợp trồng các loại cây ăn quả, ngó khoai và trồng đào. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, phát huy lợi thế về thổ nhưỡng, nguồn nước đã giúp mô hình của gia đình ngày càng phát triển, mang lại nguồn thu nhập từ 500 đến 600 triệu đồng mỗi năm. Gia đình tôi là phát triển từ 2014 giờ thì nó qua rất nhiều mô hình, ủy ban và các đoàn thể là cũng nhiệt tình ủng hộ về mặt bằng các thứ và hỗ trợ về cái phần kinh phí, tuy nó không nhiều nhưng mà nó cũng ấm lòng. Để nâng cao đời sống vật chất, thu nhập cho người dân, địa phương đã tuyên truyền vận động hỗ trợ các hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng mô hình hiệu quả, sản xuất theo hướng hàng hóa, an toàn. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình cho hiệu quả cao như gieo cấy giống lúa mới ST25, trồng khoai tây, bưởi, nuôi thủy sản. Hội thì thường xuyên phối hợp với các ngành, các cấp, nhất là cái công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho cán bộ hội viên, nhất là các cái hộ trang trại. Cái thứ hai nữa thì cũng là thường xuyên động viên các hộ về cái ủy thác cái ngân hàng chính sách xã hội cho các hội, cho các hộ là tham gia phát triển kinh tế, tìm tòi các cái cửa hàng nông sản sạch như trong địa bàn của huyện cũng như của tỉnh để có thể giới thiệu các cái sản phẩm của cán bộ hội viên. Bên cạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, những năm gần đây, xã chú trọng đẩy mạnh phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như sản xuất, chế biến cói xuất khẩu, may gia công và kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho gần 5.000 lao động địa phương với mức lương ổn định từ 6 đến 7 triệu đồng trên một người một tháng, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã lên hơn 70 triệu đồng trên một năm.
Tôi gắn bó với cái nghề này là công việc thì tuy vất vả thì vậy là nhưng mà cũng thu nhập là cũng được hợp phù hợp với gia đình nhà tôi. Ban đầu vào thì nó cũng gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn rồi là về kinh nghiệm, nhưng mà trong cái quá trình mà nhà tôi làm ăn thì một ngày thì là một rút ra kinh nghiệm rồi là phát triển kinh tế thì là cũng nhờ được chính quyền là cũng giúp đỡ về nguồn vốn thì bây giờ gia đình tôi cũng đã ổn định. Nhờ đa dạng các hình thức phát triển kinh tế đã và đang từng bước giúp người dân xã Khánh Nhạc cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, đồng thời góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững ở địa phương. Là chợ hạng 1 đầu tiên của tỉnh có diện tích hơn 21.000 m2 với tổng mức đầu tư gần 290 tỷ đồng. Chợ đầu mối tổng hợp thành phố Ninh Bình được thiết kế với 505 điểm kinh doanh, gồm 5 ki-ốt bán hàng, 3 đình chợ, khu vực bán hàng tổng hợp, sạp bán hàng trong nhà và ngoài trời. Hiện nay, Ban Quản lý chợ đã và đang tạo điều kiện tối đa để thu hút các tiểu thương vào hoạt động. Ngay từ khoảng 1 giờ đêm, các hoạt động trong chợ đã bắt đầu nhộn nhịp. Hàng chục các loại xe chở rau củ quả từ các huyện trong tỉnh và các tỉnh ngoài đã nườm nượp đổ về chợ. Từ đây, các mặt hàng nông sản sẽ được cung cấp cho các chợ lẻ ở trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Từ khi chợ đầu mối đi vào hoạt động đã góp phần giúp cho các tiểu thương có nơi kinh doanh ổn định và thuận lợi cho việc bốc rỡ, tập kết và bảo quản hàng hóa. Đến hôm nay thì tất cả các tiểu thương đã dồn hết về trong chợ đầu mối, rất là vui vẻ và ở đây thì nhìn chung là điều kiện cơ sở vật chất rất là dồi dào, đầy đủ và thuận tiện. Kể cả là người mua và người bán đều rất là hài hòa, thuận tiện. Để tạo điều kiện cho các tiểu thương kinh doanh ổn định, lâu dài, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban Quản lý chợ đầu mối đã có nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ cho các tiểu thương. Trong đó, điều chỉnh thời hạn thuê mặt bằng kinh doanh là 1 năm đối với những tiểu thương đã ký hợp đồng thuê 5 năm với ngành hàng hoa quả. Đây được xem là một giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho các hộ kinh doanh. Thu 5 năm 1 thì cái điều kiện của chúng tôi là rất là khó khăn, nhưng mà sau đó là chợ đã tạo điều kiện rút xuống chúng tôi là 1 năm 1, tức là cứ mỗi 1 năm thu tiền 1 lần. Thì nói chung 1 năm 1 lần thì theo cái mức độ buôn bán với thu nhập đã tạo điều kiện chúng tôi nhanh chóng để ổn định buôn bán. Bên cạnh đó, Ban Quản lý chợ đã miễn tiền thuê mặt bằng và phí xe đậu đỗ lên xuống hàng hóa đến hết ngày 24 tháng 2 năm 2024 cho những tiểu thương kinh doanh hoa quả mới đến đăng ký thuê mặt bằng. Tiếp tục miễn các loại phí an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, phí trông giữ hàng hóa ngày đêm cho tất cả tiểu thương thuê mặt bằng kinh doanh tại chợ đầu mối. Chúng tôi hoàn toàn đi tuyên truyền nhắc nhở tiểu thương cũng như là những bà con xung quanh ở khu vực là chấp hành đúng nội quy, quy chế và cái pháp luật của nhà nước, cũng như công ty ở trong chợ. Thì chúng tôi cũng rất mừng là bây giờ là tiểu thương về tương đối đông. Các mặt hàng hoa quả rất phong phú, nhưng mà trong một năm chúng tôi đã đi vào hoạt động và chưa để một cái vụ việc để xảy ra mất an ninh trật tự mà trong cái khu vực nội bộ, trong cái nội trợ chúng tôi. Để duy trì cái vệ sinh của chợ đầu mối thì tổ chúng tôi luôn chia làm 2 ca. Một ca là từ 5 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa, và một ca là từ 16 giờ chiều và đến 10 giờ đêm. Thì chúng tôi luôn luôn giữ trong luôn cho chợ là xanh sạch và nhắc nhở tiểu thương là cùng giữ vệ sinh chung để cho môi trường luôn sạch và đẹp. Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến thành phố, hiện nay chợ đầu mối đã có những khởi sắc nhất định trong việc thu hút các tiểu thương vào hoạt động trong chợ. Mọi hoạt động tại chợ đang diễn ra đảm bảo tốt về an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường. Đặc biệt là không xảy ra xung đột giao thông với các tuyến đường liền kề thuộc địa bàn dân cư xã Ninh Tiến.